Bây giờ các bạn cùng mình tham quan ở trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phú Ninh thuộc giáo phận Bùi Chu. Các bạn cùng mình đi tham quan nhà thờ nhé. Hàng ghế rất đẹp các bạn ạ. Bốn hàng ghế rất ngay ngắn. Ghế đóng rất chắc chắn. Giờ trưa đang có các bà đến nhà cầu nguyện trong giờ trưa. Đây là một vị tông đồ dân ngoại các bạn nhé. Tông đồ dân ngoại. Đây là khu vực của ca đoàn vụ lễ và tượng đài Thánh Giuse, Thánh Phêrô, xin lỗi các bạn, Thánh Phêrô cầm chìa khóa. Trên này sẽ là phong tôn các bạn. Và hàng ghế, bốn hàng ghế rất đẹp. Đây nhiều.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Mời các bạn đón xem video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.